Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục học trong cái tiết chiều nha. Chúng ta đang học về cái phần nữa là cái bí quyết của người lãnh đạo, đó là sự tập trung. Mà sự tập trung của chúng ta thì gồm có, thứ nhất là tập trung phát triển hội thánh, tập trung mở hội thánh, tập trung về sự sức giàu, và tập trung để trang bị trở thành cái người chăn dỗi. Buổi chiều hôm nay chúng ta sẽ nói về các lĩnh vực phát triển cốt lõi của người chăn. Các lĩnh vực phát triển cốt lõi của người chăn. Có nghĩa là đây là những cái điều quan trọng nhất trong cái chức vụ chăn bày, hay là trong chức vụ của người lãnh đạo sau này. Anh chị em cần phải đặc biệt quan tâm đến những điều này. Thứ nhất, người chăn phải có phát triển cái khả năng chiến đấu. Không thể nào anh là người chăn mà nhu nhược được. Anh không nào khi kẻ thù đến anh bắt tay dĩ hoài như quý nha. Nhà ai đỡ cơm anh ăn nha, nước sông không đụng nước giếng nha. Kẻ thù đến với anh em mà anh em chơi cái trò đó là thôi rồi. Chúng ta phải đuổi thẳng cổ nó, và chúng ta phải chống trả nó một cách mạnh mẽ và xác quyết. Không thể nào mà bắt tay làm hòa với nó được. Chúng ta thấy trong Kinh Thánh có câu chuyện của ông Giô-sê, ông bắt tay làm hòa với ai? Ga-ba-ôn. Mà Ga-ba-ôn lại còn kẻ thù ở cái vùng đất Ca-nan đó. Và Chúa nói rằng khi các ngươi tiến vào xứ Ca-nan không có thỏa hiệp với nó, hãy giết sạch, tiêu diệt sạch. Nhưng mà cuối cùng cái dân nó giả dạng, ông thiếu cái sự hiểu biết, rồi ông bắt tay lập giao ước của cái dân Ga-ba-ôn. Cuối cùng dân Ga-ba-ôn sau này họ làm gì không? Họ tiêu diệt lại người Israel đó anh chị em. Người hầu vị Chúa là công việc đáng rất được tôn trọng mà chúng ta đã dâng lên cho Đức Chúa Trời. Nhưng khi bước vào trong chức vụ, có nghĩa là bước vào cái chiến trường, hầu vị Chúa giống như là bước chân vào cái cuộc chiến, chúng ta sẽ trở thành cái mục tiêu của ma quỷ, và chúng ta cũng trở thành cái đề tài thảo luận của những người gian ác. Họ chỉ muốn dập tắt cái sự kêu gọi, dập tắt cái ánh sáng của Chúa trong đời sống của chúng ta mà thôi. Vì cái ấy, chúng ta phải học cách để chiến đấu. Đối với ma quỷ chúng ta phải chiến đấu. Đối với những con người mà gian ác, họ muốn tiêu diệt của chúng ta đó, chúng ta phải học cái cách chúng ta cũng phải chống trả họ khôn khéo để mà đối xử với họ được lại. Chúng ta không thể nào mà bị ảnh hưởng bởi những lời đó, nó dập tắt mà tiêu diệt chúng ta được. Trong cái cuộc chiến này rất là quan trọng. Quý vị, chúng ta học cái chủ đề này để giúp chúng ta có thể đứng vững và đắc thắng trong cái sự kêu gọi của Chúa cho chúng ta. Phaolô ông đã dạy Timôthê thế này. Ông nói: con ta ơi, ta truyền lệnh này cho con theo như các lời tiên tri về con từ trước, để nhờ những lời đó mà con chiến đấu dũng cảm. Timôthê thứ nhất đoạn 1 câu số 18. Phaolô đã để những cái lời của Chúa cho Timôthê để ông nhờ những cái lời đó mà chiến đấu một cách dũng cảm. Như vậy thì tôi và anh chị em khi bước vào trong cái chiến trường, đặc biệt là hầu vị Chúa để cứu tội nhân, thì chúng ta phải có một cái tâm linh sẵn sàng chiến đấu, là chiến đấu với cái thế lực của tà linh, chiến đấu với những con người mà có linh gian ác trong đời sống ở đó, để dập tắt cái sự kêu gọi và đức tin trên đời sống của mình. Không phải chiến đấu với anh em cùng hội chúa chung với mình, anh em phải biết cái đối tượng là ai là mình chiến đấu rồi nha. Không phải tất cả anh em mà đều là ma quỷ hết, rồi đụng đai mình cũng chiến hết trơn á. Không phải. Chiến đấu là đối với nhận biết kẻ thù là ai, còn anh em mình là cùng hội chúa chung, cùng anh em mình thì mình phải yêu thương nhau chứ mà chiến đấu làm chi. Như vậy thì chúng ta cần phải học cái cách chiến đấu. Số 2, đó là người chăn phải phát triển cái lương tâm trong sáng. Lương tâm trong sáng.
Timôthê thứ nhất đoạn 1 câu số 5, Phaolô dạy Timôthê thế này: mục đích của việc răn bảo là tình yêu thương đến với tấm lòng trong sạch, lương tâm trong sáng và đức tin chân thành. Lương tâm là nói lên cái tiếng nhỏ nhẹ bên trong chúng ta. Lương tâm lên tiếng cảnh cáo giúp chúng ta nhận phân biệt đúng sai. Tôi không thể nói chính xác lương tâm là cái tiếng nói tâm linh hay tiếng nói của hồn, nhưng tôi biết đó là cái đèn để cảnh báo phát ra từ bên trong để giúp chúng ta nhận biết được đúng sai. Cái người mà có cách lương tâm trong sáng của Chúa đó, giống như là Chúa đang cài đặt trong cái đời sống của đó, có một cái ánh đèn của Chúa nó nhạy lắm. Bởi vì mỗi lần mà khi mà có cái gì tội lỗi đến là tự nhiên cái đèn nó bật, nó cháy nhá nhá lên liền. Anh em có sử dụng cái đèn hay là cái cảnh báo cái chuông để trước cửa nhà hoặc là trên xe của mình đó, thấy không? Để chống trộm đó, không? Có ai đến gợi xe tự nhiên la ông sùm, cái đèn nó cháy chớp lên đó, thì vậy đó. Người có cái lương tâm trong sáng là mỗi khi tội lỗi đến, cái điều sai chặt đến, nó tự nhiên nó phát lên nè, nó cảnh cáo chúng ta đừng làm đó, đừng làm đó. Còn cái người lương tâm chai lì sao? Làm luôn, ta là cái giống gì cũng làm chứ. Người có lương tâm trong sáng là họ được tỉnh thức ngay, mau tập thể. Như vậy thì lương tâm trong sáng nó giống như là gì? Một cái hệ thống cảnh báo vô cùng nhạy cảm, nó nằm sâu ở trong cái tâm linh của chúng ta. Nếu chúng ta bỏ qua cái hệ thống cảnh báo này nhiều lần, chúng ta sẽ đối diện với những nan đề vô cùng nguy hiểm. Chính chỗ đó, khi anh em có cái gì mà Chúa bày tỏ cho anh em một cách nhẹ nhàng, anh em vâng lời đó, thì Chúa sẽ liên tục bày tỏ cho anh em. Mà nếu Chúa bày tỏ anh em mà anh em không vâng lời, anh em không chịu làm đó nha, thì cái lương tâm chai lì rồi đó, là lúc đó là anh em sẽ gặp rắc rối liền đó. Ví dụ như là có rất nhiều người ngày hôm nay á, có những người họ hay để ý những cái điều đã xảy ra ở trong cái thiên nhiên, trong cuộc sống của họ. Trong cái cuộc sống thần ở tại Indo, trong những năm trước đây có rất nhiều người chết anh chị em. Có những cái vùng đất mà họ kinh nghiệm về những sự cảnh báo của Chúa. Họ nhìn những cái con vật, họ nhìn sông nước, họ thấy có hơi lạ, bắt đầu họ rút lên trên núi cao họ ở. Chính chỗ đó anh em khi sống thần đến thì họ thoát chết. Còn có những nhiều người họ đang mê tắm biển, không? Thích ăn nhậu, không? Thích vui chơi. Khi sống biển đến họ làm gì? Chạy đâu kịp đâu, rồi sống biển vùi dập cuộc đời họ là chết ở đó luôn. Bởi vì Chúa cho tôi và anh chị em có lương tâm trong sáng để chúng ta có một sự tỉnh thức về những sự cám dỗ, tỉnh thức tội lỗi, hoặc là Chúa cảnh báo con đừng đi cái đường đó, đi đường đó sẽ gặp rắc rối, thì chúng ta sẽ dừng lại hoặc là chúng ta sẽ có cách nào giải quyết khác. Trước đây anh chị em, hầu vừa Chúa trong thời gian bắt bớ ở đây này nha, hầu vừa có thể bắt bớ ở đây nha. Tôi đang giảng gì mà anh chị em, đột nhiên tâm linh tôi có nói rằng cậu ngàn tới, nó nói hoài vậy trong người mình, nó giống được cái đèn nó bạc sáng sáng lên, cậu ngàn tới, tự nhiên tôi chia sẻ gắn. Theo gì tôi chia sẻ 40 phút không, tôi còn 20 phút rồi. Tôi cầu nguyện cái đầu vừa xong, cái đưa ra khỏi chỗ đó, biết làm chi gì xe không? Cái đó đến thì, đó là cái nhà của anh Tăng Đức anh chị em, là cuối cùng ở nhóm nhảnh á. Rồi anh em biết rằng đó là đang chia sẻ, đang thờ phụng Chúa, như vậy tự nhiên Chúa máy báo tôi như vậy đó, nên là tôi kết thúc sớm. Anh em vừa ra chơi cái không nó tới liền anh em. Cảm ơn Chúa. tới giờ nó tới, nó gặp ai, nó gặp qua mình Tân Đức à. Anh cho mình bên anh đang đợi anh đấy, anh cầm cái đèn, anh đèn nhìn trên á. Rồi nó bắt nó mình anh thôi. Cảm ơn Chúa, lần đó anh em bị chết hụt. Bị dụ đổ. Đó là những cái sự cảnh báo Chúa cho, có thể chúng ta biết nhạy bén rồi, chúng ta sẽ rất là thành công. Cái điều số 3 đó là sự tin kính. Người chăn phải phát triển cái đời sống tin kính. Timôthê thứ nhất đoạn 6 câu số 11: nhưng hỡi con là người của Đức Chúa Trời, hãy tránh xa những điều đó và tìm kiếm điều tin kính, đức tin, yêu thương, kiên nhẫn và mềm mại. Tin kính, chúng ta cần phải tập một cái thói quen tin kính ở trong đời sống của chúng ta. Các mục sư phải giống như Chúa ngày trước như vậy. Đức Chúa Giêsu ngài thường xuyên có một cái lối sống tinh kính. Vào trời vừa tưng sáng, ngài có một cái chỗ riêng tư để cầu nguyện, hoặc là ngài thường xuyên đến nơi vắng vẻ để cầu nguyện,
Hoặc là Ngài luôn luôn xây dựng cái mối quan hệ rất là mạnh mẽ đối với cha của Ngài. Đây là điều cần thiết trên đời sống của tôi và anh chị em. Chúng ta cần phải phát triển cái mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa nhiều hơn. Chúng ta hãy đừng để cho cái công việc nó bận rộn, nó đem chúng ta ra khỏi cái giờ phút yên lặng hoặc là riêng tư với Chúa. Anh em đi học việc Chúa mà anh em nói rằng không được, một xưa không được, em bận rộn quá em không chiên ăn được, có nghĩa là anh em đang đánh mất đi cái sự thành công ở trong đời sống anh em mình. Tại sao vậy? Sự kết nối với Chúa là quyết định cái sự thành công của anh em đó. Mà anh em không có thời gian ở gần với Chúa thì làm sao chúng ta thành công được? Thành công tất cả là nhờ Chúa mà chẳng phải nhờ mình đâu. Được đó, sự tinh kính, hãy rèn tập sự tinh kính, nó sẽ giúp cho chúng ta lâu dài. Rèn tập thì sức khỏe thấy không? Nó chỉ cho chúng ta được vài ba năm rồi phải chết. Còn tập thành sự tinh kính nó sẽ cho chúng ta phát triển đời sống tâm linh tốt hơn. Anh em phải có những cái nhiều thời gian cầu nguyện, học kinh thánh hoặc là thờ phụng Chúa nhiều. Hoặc là anh em tập cho mình có lối sống để đi thăm viếng, đi khích lệ người khác. Nó sẽ trở thành cái sự tinh kính và nó trở thành cái giúp ích cho người khác, cho mình. Rồi, số 4. Đeo đuổi những điều thiêng liêng. Tiên thi thứ nhất đoạn 6:11. Người chăn phải đeo đuổi những cái điều thiêng liêng. Nhưng hỡi con là người của Đức Chúa Trời, hãy tránh xa những điều đó và tìm kiếm điều công chính, đức tin, yêu thương, kiên nhẫn và mềm mại. Điều thiêng liêng đó là gì? Theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là đeo đuổi. Từ này được dịch ra là theo đuổi, có nghĩa là dấn thân vào một cái lĩnh vực nào đó và theo nó tới cùng một cách thật quyết liệt. Có nghĩa là đối với tôi và anh em cần phải đeo bám, đeo đuổi một cách quyết liệt về sự thiêng liêng. Những cái điều thiêng liêng chúng ta phải đeo bám. Ngày hôm nay người ta không thích đeo bám những điều thiêng liêng. Người ta thích đeo bám những cái người mà có cái mã bề ngoài thôi, cái chức vọng hay là cái danh vọng hoặc là có tiền bạc, người ta đeo bám thôi. Không? Còn cái vấn đề mà cái nói liên quan đến ân tứ, liên quan quyền năng, liên quan cầu nguyện hay liên quan vấn đề sự sống thiêng liêng này kia, người ta không thích nữa. Chúng ta là người đi học với Chúa, nếu anh chị em không còn ham thích những cái đó thì tôi khuyên anh em bỏ Chúa đi, rồi đi theo ai đó để xuống địa ngục cho nó dễ. Tôi khuyên vậy. Đi theo Chúa là cái điều thiêng liêng cần thiết trên đời sống chúng ta, mà chúng ta không đeo bám được thiêng liêng thì tôi đeo bám cái gì? Phải không? Anh em đi theo Chúa để làm gì? Để con người của mình trở thành con người thiêng liêng, để trở thành con người của Chúa. Mà đi theo Chúa không có một chút xíu gì thiêng liêng chứ, không có một chút xíu tìm kiếm điều thiêng liêng chứ, thì đi theo Chúa làm chi? Chơi mệt xác. Ở trong hội thánh của Chúa không chấp nhận những loại người vô và giả hình. Nếu anh em đi trong vô trong hội thánh mà anh em cứ sống giả hình giả tạo như vậy là không có đẹp lòng Chúa đâu. Là người thiêng liêng phải là người thiêng liêng, là người xác thịt phải là người xác thịt. Một là anh em nóng, hai là anh em lạnh. Lạnh là Chúa nói sao? Chúa nhả ra. Rồi hầm hầm là sao? Tôi nói thật anh em, hầm hầm nó không có đi hầm lại đâu. Chúa không có hầm lại đâu. Mà Chúa làm gì? Nhả luôn. Một nóng, hai là lạnh. Không có hầm hầm, hầm hầm là nhả luôn đó. Đời sống một người đi theo Chúa là phải đeo bám cái gì thiêng liêng đó. Đeo bám này. Đeo bám cho đến thế nào? Đeo bám chỉ nào đạt được thì thôi. Đó là cái mục đích quan trọng nhất trong đời sống của chúng ta. Nếu mà chúng ta đi theo Chúa mà chúng ta cứ để cho cái dục vọng xác thịt của mình nó điều khiển mình, chúng ta chỉ tìm kiếm những gì ở đời này không thôi, thì tôi khuyên anh chị em là thời gian anh em bỏ công đi tìm kiếm đi học vị Chúa là vô nghĩa, không ích lợi gì hết, không ích lợi chứ không có giá trị gì hết, mất thời gian lắm. Bởi vì khi chúng ta trở thành người của Chúa rồi phải đúng nghĩa là người của Chúa. Đi học, đi lời của Chúa là phải đúng nghĩa là người của Chúa. Phải tìm kiếm cái lời thiêng liêng của Chúa trên đời sống của mình. Đeo đuổi nó và khao khát nó cho bằng được. Anh chị em biết không? Khi tôi không có kinh nghiệm được quyền năng của Chúa đó, tôi rất là đau khổ. Rồi tôi ao ước rằng Chúa ơi, ngày cho con có ơn được quyền năng của Ngài đi phục vụ Ngài. Bắt đầu chúng tôi phải đeo bám cho bằng được, cầu nguyện kiên ăn và đeo bám những người có sự sức giàu để họ chuyển tay qua mình. Và đeo bám đến khi nào gặp được thì tôi mới thỏa lòng.
Thì đó là cái điều cần thiết trên đời sống của tôi và anh chị em. Như vậy thì anh chị em có sẵn sàng đeo bám điều thiêng liêng không, hay đeo bám điều xác thịt? Tim lu nha. Thôi cứ đeo bám lại đeo. Rồi kế tiếp số 5, chúng ta cần phải phát triển các ân đức. Người tài năng thường được xem là người có ân điển đặc biệt trên đời sống của họ. Điều này có thể đúng, nhưng không phải lúc nào cũng đúng. Vì người tài năng thường là người làm việc rất cần mẫn. Họ tập luyện nhiều hơn, họ chuẩn bị nhiều hơn, và họ đầu tư nhiều hơn cho các lĩnh vực tài năng của họ. Khi ta phân tích kỹ đặc điểm của người có tài, ta luôn nhận được một câu hỏi rất là khó trả lời: người này có tài bẩm sinh hay nhờ siêng năng mà có? Nếu chúng ta khám phá đời sống của người có tài, chẳng hạn như những nghệ sĩ dương cầm, hay những cái tay mà đánh golf giỏi, hoặc là những cầu thủ bóng đá, thì chúng ta thấy họ phải tập luyện rất nhiều. Họ phải làm việc vất vả hơn người bình thường gấp 10 lần anh chị em. Cho nên Kinh Thánh dạy chúng ta phát triển cái ơn là như vậy. Thứ nhất, ân tứ là cái ơn mà Chúa ban cho chúng ta. Để phát triển cái ân tứ đó, anh chị em phải tập luyện nó nhiều hơn. Chứ Chúa cho anh em ân tứ rồi, anh em có ôm ân tứ, anh em về cái nhờ người đóng lại, cái bỏ trong cái tủ khóa lại, rồi niêm phong nó lại, thì ân tứ đó chỉ là cái ân tứ chứ không có phát triển vậy. Anh em phải gì phát triển nó ra bằng cách anh em phải thực tập nó, phải làm nó thường xuyên, thì nó trở thành sắc bén và nó nhạy bén hơn. Ví dụ như là Chúa cho anh em có cái ân tứ giải cứu đi. Nếu trong một tháng mà anh em giải cứu được 100 người, thì anh chị em trở thành một cái người cực kỳ nhạy bén mà đầy ơn mà giỏi luôn. Nếu anh em trong một tháng mà anh em giải cứu 10 người, thì anh em cũng là cái người giỏi rồi đó. Nếu trong một tháng mà anh em không có giải cứu được người nào, một năm mà không giải cứu được người nào, thì đừng bao giờ nói vấn đề về ân tứ đó nữa. Tại sao vậy? Nó sắp sửa nó rời khỏi chúng ta rồi. Bởi vì khi Chúa chúng ta cần tứ đó để chúng ta phục vụ, phải siêng năng phục vụ. Timôthê thứ nhất đoạn 4 từ 14 đến 15: đừng sao lãng ân tứ trong con, là ân tứ đã ban cho con qua lời tiên tri. Khi hội đồng trưởng lão đặt tay trên con, hãy thực hành và chú tâm vào những việc này để mọi người thấy sự tiến bộ của con. Hãy thực hành và chú tâm vào những việc đó để chúng ta gì, để chúng ta có phát triển đó, đừng sao lãng đó, đừng có bỏ qua đó. Số 6, phát triển lòng trung thành. Người chăn thì phải phát triển lòng trung thành. Nếu anh em trở thành cái người lãnh đạo, là người chăn bày, là người chăn, thì anh em phải có cái phẩm chất là trung thành. Cái ông mục sư đi cùng với anh em mà anh em không trung thành với ông đó, mà anh em đi trung thành với Chúa là gì? Xạo, lóc cá, lừa dối, phải không? Anh em trung thành cái gì? Tôi không trung thành với Chúa. Nghe câu nghe thường nghe nó rất nghe rất là thiêng liêng, nhưng thật sự anh em biết không, đó là bịa đặt, làm như thiêng liêng, đã dối mà còn dối cách trắng trợn. Tôi nói anh em nha, sau này tôi nói rồi đó, để khi nào anh em gặp những người nào nói một câu là vậy, em chỉ trung thành với Chúa thôi, tôi khuyên anh em là nên nghỉ chơi những loại người đi. Tôi nói nhắc nhở là nên nghỉ chơi những loại người đi. Tại sao vậy? Bây giờ anh em học nam biết được bộ mặt thật rồi đó, là gì? Giả hình. Anh em nghỉ chơi sớm đi, còn nếu không nó rủ anh em đi theo nó luôn á, để sau này như vậy nó sẽ tập hợp một số người để như vậy nó sẽ nói câu đó đó: chúng ta chỉ trung thành với Chúa à, chứ không trung thành với con người, không trung thành với tổ chức giáo hội, chứ tổ chức giáo hội không có ý nghĩa chứ, chỉ trung thành Chúa. Con người sờ sờ với mắt, cái giáo hội sờ sờ trước mắt đây, mà không có trung tín và trung thành, mà trung thành với Chúa là trung thành với gì? Dùng cái từ Chúa để che đậy biện hộ cho cái sự dối trá lừa đảo của mình, đó là một cái dạng người đi lọc lừa khác. Ở trong Chúa không chấp nhận cái sự lọc lừa đó anh chị em. Có một số người đến với tôi, họ cũng hay hô hào những đề cho em trung thành với Chúa thôi, em trung thành với Chúa thôi. Tôi thật chứ tôi chỉ biết cười thôi, không lẽ giờ nói đồ láo cá. Thật anh em, không lẽ đồ lừa đảo, nói câu đó sợ nó bị sốc.
Nhưng mà tôi thật là người nói tôi cái đó, rồi câu thứ sau tôi không bao giờ tiếp. Tôi điện thoại tôi là tôi bắt máy cướp từ gì lên chị. Tôi thật đó, đừng bao giờ nhắn tin mà tôi trả lời những cái lỗi người đó đâu. Trừ khi nào người đó ăn năn gì đâu. Không ăn năn được bao giờ nói tới cái chuyện mà mình nói chuyện với người đó được. Anh chị em nghĩ sao anh em đẻ con anh em ra? Mình nuôi lớn lên, mình chăm sóc nó, phải không? Sau này cái đầu mình do nó dạy nó học với Chúa luôn. Tôi với trong thành với Chúa thôi nha, ba đừng nói gì với tôi nha. Rồi, anh em nghĩ sao? Nó nói trong thành với Chúa hả? Còn ba với mẹ nó nói tôi không biết. Thôi thì tôi không biết trong thành đâu. Anh em nghĩ sao? Mình là ba nó, mình là mẹ nó, mình để nó ra, mình nuôi nó, mình cho đi học Kinh Thánh, mình học lời Chúa, mình đo nó tới học lớp 12 rồi nó đâu cầu đó. Tôi chỉ trong thành với Chúa thôi nha, tôi không trong thành với ba má đâu nha. Rồi, anh em nghĩ sao? Anh em cảm thấy bị tổn thương không? Nói thật anh em là cái câu đó là không phải nó nói đâu, mà nó học từ những người cái kiểu giống như chàng. Là cái kiểu gì không? Là bắt chung. Và nó bắt trước vì nó nên làm chàng gì. Làm tiếp có nhiều đứa đâu ý thức là nó đang làm cái điều đó nữa anh em. Nó nghĩ là đúng đó, nghĩ là thiêng liêng đó. Như vậy tôi và anh em cần phải thay đổi cái thái độ, cái nhận thức về lòng trung thành của chúng ta. Tôi không kêu anh em là phải trung thủy, trung thành với tôi, chết với tôi. Sau này tôi chết chỗ nào anh em chôn chỗ đó, tôi đâu kêu anh em chỗ đó đâu. Khi chúng ta trở thành người hầu vị Chúa là chúng ta cần phải có sự tôn trọng và trung thành với nhau. Giống như là David và Jonathan, họ không phải là lãnh đạo của nhau, nhưng mà họ là bạn với nhau và họ như thế nào? Trung thành với nhau cho đến chết thì thôi. Anh chị em họ là kết ước và họ lập giao ước và họ trung thành với nhau như vậy đó. Tôi anh em đến ngày cuối cùng này, cái lòng trung thành của chúng ta có không? Có còn? Có. Sao toàn những khuôn mặt hình sự không? Điều này sẽ thể hiện ra trong những ngày sắp tới. Vậy khi chúng ta học ở tại đây, khi anh em về nhà, rồi cái lòng trung thành nó chỉ không phải chỉ nói ở tại đây, nhưng nó sẽ là cái thể hiện qua trong cuộc sống chúng ta hàng ngày và trong cái bước đường theo Chúa chúng ta. Amen không? Nhân đó, người hầu việc Chúa là cái người chăm phải phát triển cái điều này nhiều hơn nữa. Tại sao vậy? Tại anh em sẽ có những thế hệ theo mình. Anh em không có trung thành với cái người lãnh đạo của mình thì anh em đừng bao giờ bắt cái người đi sau mình là trung thành. Có một số người thế này anh chị, không bao giờ trung thành với cái tổ chức nào, không trung thành với mục sư nào chứ. Nhưng mà có ai đi theo mình để bắt đầu đi không? Tụi bay phải trung thành với tao à nha. Tụi bay mà không trung thành với tao á là tao đuổi tụi bay đi à. Hoặc là tụi bay là cái người bắt chung á, chửi người ta nhưng mà mình lại không trung thành với ai. Ép người ta trung thành với mình còn mình lại không trung thành với ai. Đây là càng giả tạo hơn nữa, phải không? Đó là cái gì? Đây là một cái tình trạng gọi là áp đặt. Áp đặt. Như vậy thì tôi và anh chị em cần phải thiết lập cái sự trung thành. Chúng ta thấy cái người đệ tớ ông Giê-ru á, không? Ông còn nay Giê-ru chứ Giê-ru. Khi Chúa đến với ông cầu nguyện thì Chúa nói là ông có một người đệ tớ ở nhà, phải không? Nó đang bị bệnh. Chúa nói rằng tôi sẽ đến để cầu nguyện cho người đó. Nhưng mà ông này, ông là một người làm việc trong quân đội, ông hiểu về cái luật có quy quyền và cái lòng trung thành. Ông nói rằng Chúa chỉ phán một con một lời thôi thì để tới con nó sẽ hết bệnh. Ông nói được cái câu đó. Tại vì sao vậy? Tại ông đã từng nghe và thuận phục trung thành với lãnh đạo của ông. Thì ông cũng có biết một điều là thằng đệ tớ ông cũng sẽ trung thành và thuận phục với quyền của ông như vậy à. Chính chỗ đó tôi và anh chị em trở thành người hầu vị Chúa và phát triển cái lòng trung thành này. Số 7, lĩnh vực phát triển cốt lõi của người chăn đó là phải làm gương. Làm gương tốt cho bầy chiên cũng quan trọng ngang ngửa với các cái ông tác giảng dạy khác. Cho dù anh em giảng hay cái nào không cần biết, chúng ta giảng có cái sức hấp dẫn và có sự lôi kéo cỡ nào không cần biết. Anh em giảng xong rồi đi rời khỏi buổi giảng đi ra đi, anh em đi về là người ta để ý anh em rồi đây. Người ta để ý cái gì? Cái tác phong, cái sự sinh sống, cái ăn uống, cái lời nói của anh em, cái hành động của anh em. Cái đó nó sẽ quyết định cho cái bài giảng của anh em là thành công hoặc là cái kết quả hay là thất bại.
Không phải là chúng ta thành công trên bục giảng, giảng hay đem sức hút cho người khác là tốt đâu. Mà trong khi đó chúng ta ra khỏi cái phòng nhóm, ra khỏi cái bục giảng là chúng ta sống chất quá rồi. Và chúng ta không thể nào làm gương được. Anh em mà làm gương là cái người ta nhìn vào mình, giống như cái ngọn đèn, nó nhìn từ xa nó nhìn ta thấy. Người lãnh đạo nhiều chừng nào người ta soi mối nhiều chừng nãy anh chị em. Còn anh em là tín đồ là không ai soi mối nhau đâu. Khi người trở thành lãnh đạo, người ta nhìn nhiều gấp mắt, ta nhìn vô nhiều người, nhìn vô ma quỷ nó để ý nhiều nữa. Và anh em cần phải thay đổi cách sống của chúng ta, cần phải trở thành những người làm gương tốt. Timôthê được Phaolô ông nhắc nhở thế này: đừng để người ta khinh con vì tuổi trẻ, nhưng phải lấy lời nói, cách cư xử, lòng yêu thương, đức tin và sự trong sạch mà làm gương cho các tín đồ. Ông làm gương bằng cách nào? Nói phải thực hành, phải có tình yêu thương, phải có đức tin và phải có lòng trong sạch. Đó là điều ông dạy dỗ. Có hai cái nguyên nhân khiến người ta hay để ý với mục sư, đó là gì? Thứ nhất, nhiều người tìm cái sơ hở để chỉ trích mục sư của họ. Họ xem là mục sư sơ hở cái gì, hở cái câu nào, hở cái gì để họ chỉ trích. Số 2, dân sự là muốn noi gương của mục sư thôi. Họ xem chúng ta để làm gì, để họ làm gương, để họ noi theo. Một là xem để chỉ trích, hai là xem để làm gương. Vì vậy chúng ta đừng có quá ngạc nhiên cái chuyện này. Chúng ta cần phải ý thức, cần phải sống và trở thành một cái người làm gương tốt. Thật sự làm gương tốt là một nghệ thuật, anh chị em. Chúng ta phải chấp nhận một cái thực tế về sự kêu gọi trăng bày sẽ đưa lối sống riêng của bạn vào trong cái khuôn phép. Trước đây anh em chưa phải là người lãnh đạo đó. Anh em muốn đi sao đi, muốn đứng sao đứng, muốn ngồi sao ngồi, muốn mặc sao nó mặc. Nhưng mà khi anh em làm lãnh đạo rồi đó thì anh em cần phải thay đổi. Trước đây anh em lúc mà lên còn sống á, anh Tăng Đức với lên hay đến nhà của tôi. Mà lên nó thường hay canh cái giờ tôi ngủ trưa đó đó, tôi cũng bực đó lắm. Mà mỗi lần mà anh Đức á, anh đến nhà tôi, anh thấy rằng đó là chú chồng mà ngủ đang hình chữ V. Anh biết hình chữ V không? Là cái giò mẹ kia đó. Hỏi anh em bây giờ mà tôi ngủ cái kiểu chữ V đó là anh em đến nhà tôi anh em nhìn thấy là kỳ lắm à, phải không? Có nghĩa là gì? Cái cách sống, cách ăn mặc chúng ta khác. Hôm trước kia tôi có gặp một anh em này bên công an thị xã, có nói chuyện với tôi. Và tôi cũng tâm sự với anh em đó, mà anh em đó nói đúng rồi anh, đúng rồi anh ơi. Bây giờ anh làm mục sư rồi đó, bây giờ giáo hội cấp phép rồi, bây giờ mọi người cũng đang nhìn anh đó nha. Đi đứng ăn uống, ăn mặc giờ cũng khác với anh ơi. Nhân đó thì lời nói của mình cũng khác, và cách ăn mặc mình nó khác nữa. Ngày trước đây thì tôi hay ra quán cà phê anh em, bây giờ đâu phải lúc nào ra quán cà phê được đâu. Ra quán cà phê cho anh em đó xong, mục sư tối ngày chậm người quán cà phê, nghiện cà phê à, chắc nghiện nhỏ nào đây vậy, chết rồi, chết rồi. Trước đây thì mình là chưa có được trở thành cái người học vị Chúa hiệu quả, chưa thành gì chân, thì anh em có thể ăn mặc bằng mặt quần đùi này kia, cái áo thun ba lỗ đi lang thang ngoài đường. Tôi nghĩ anh em, chờ thôi anh em nè, bây giờ tôi mặc cái quần cục áo thun ba lỗ đi ngoài đường, anh em nghĩ sao? Có một lần anh chị em đi Đà Lạt, cái cháu của chị Mười á, bữa đó anh em thấy vô cái bụi cỏ, tôi đi vệ sinh trong cái lùm cây á, cháu chị Mười nói câu thế này: con mét công an là tại vì mục sư đái bậy. Mà nó nói câu đó tôi quán hồ anh em, thật sự nói câu tôi giúp mình anh em. Nói nhỏ xíu thôi mà nó chỉ trích tôi rồi. Nó nhìn tôi, nó thấy tôi không đúng là nó chỉ tôi liền, thấy không? Nó sửa sai tôi liền, thấy không? Nó ý thức, nó đâu biết gì đâu, tôi làm gương cho nó mà. Đáng lẽ tôi phải đi cái chỗ nơi đàng hoàng mà tôi đứng tôi đáy nó nói liền. Xin lỗi anh em nha. Sau đó tôi gặp nó, tôi phải xin lỗi nó. Thấy không? Đầu, từ đó sau nó để tôi anh em.
Nó để ý tôi cái gì nó không để ý tôi chứ. Đó, những cái chuyện nó vui thôi, nhưng mà thật sự đó, ta trong cuộc sống anh em chúng ta làm cái gì người ta hay để ý lắm á. Bây giờ nó không phải như xưa rồi. Bây giờ nếu anh em trở thành cái người lãnh đạo cho gia đình chúng ta, hay trở thành người hầu chú đi nhà thờ thì thôi là người ta để ý anh em rồi đó. Bởi vì làm gương đó là một trong cái nghệ thuật mà tôi và anh chị em cần phải phát triển đó. Rồi cái điều kế tiếp là số 8, đó là chăm lo và trau dồi chức vụ của mình. Con hãy chú trọng đến việc học Kinh Thánh trong các buổi nhóm, việc khuyên bảo và dạy dỗ cho đến khi ta đến. Đừng sao lãng ân tứ ở trong con, là ân tứ ta đã ban cho con qua lời tiên tri khi hội đồng trưởng lão đặt tay trên con. Hãy thực hành và chú tâm vào những cái việc này để mọi người thấy sự tiến bộ của con. Ti-mô-thê thứ nhất đoạn 4 từ 13 câu số 15. Chúng ta hãy hết lòng chăm lo trau dồi cái chức vụ, vì điều đó là điều quan trọng khi chúng ta được kêu gọi bước vào trong chức vụ đó. Có một cái số nhiệm vụ không thể hoàn thành nếu chúng ta không có chú tâm. Chức vụ muốn phát triển thì chúng ta cần phải tập trung và trau dồi. Nếu chúng ta là mục sư, mà phần lớn thời gian mục sư chúng ta chỉ dành cho những cái chuyến đi công tác, hoặc là chuyến đi du lịch, hoặc là chuyến đi đi chơi dã ngoại không, chúng ta không có dành thời gian để học Kinh Thánh, không có dành thời gian để chuyên tâm, để trao dồi những cái mục vụ, những cái công việc kỹ năng cho đời sống của mình, thì sao anh em có thể trở thành những cái người mục sư giỏi được? Anh em sao trở thành những cái người mà có thể chăm lo cho hội thánh tốt được? Chúng ta cần phải trao dồi những kỹ năng. Hôm trước tôi nói cho anh em biết rồi, chúng ta sẽ học vị Chúa trong những cái thời kỳ khác nhau. Trước đây đi toàn đi xe đạp không ạ? Rồi sau này đi đến một cái mức độ đi xe Honda. Còn bây giờ đó là anh em phải chuẩn bị cái tinh thần đi ô tô. Chúa cho tôi là người đầu tiên là biết lái ô tô, rồi chở anh em đi. Hỏi anh em, anh em phải biết rằng là từ nhà tôi chở anh em đến cái chỗ huấn luyện, vừa tới nơi tôi uống được ngụm nước rồi tôi đi vô tôi đứng là tôi huấn luyện. Huấn luyện xong rồi tôi đứng là tôi giải cứu anh em. Giải cứu xong rồi đi ra khỏi tôi uống được miếng nước rồi tôi chở anh em về nữa. Ở đây tôi không kể đâu, mà tôi nói cho anh em biết rằng cái tinh thần phục vụ của tôi là tôi luôn trao dồi. Tôi không muốn tôi trở thành cái người ở không, hoặc là không có trao dồi. Tôi phải trau dồi như vậy thì anh em phải trau dồi hơn điều đó nữa, phải không? Để mình có những cái kỹ năng mà Chúa ban cho mình để mình học với Chúa. Bước vào trong hội thánh, nếu không có anh em đánh đàn thì tôi phải cầm đàn tôi đánh, tại tôi biết đánh đàn mà, phải không? Đánh đàn xong rồi là tôi phải chia sẻ lời Chúa, tại vì tôi là người đi đến chia sẻ lời Chúa mà. Rồi sau đó đi đường về tôi phải chở anh em về nữa, thấy không? Hình như là tôi không ở không chút xíu nào chứ á. Rồi khi chia sẻ xong rồi đó, anh em mọi người làm gì không? Chờ tôi cầu nguyện cho họ, họ khao khát tôi cầu nguyện nữa, phải tôi cầu nguyện từng người, không có chịu. Điều gì xảy ra? Đó là chúng ta đang buộc mình vào trong chức vụ, và chúng ta trao dồi nó để cho nó phát triển hơn. Nếu tôi không có chịu trao dồi, nếu tôi ở đó tôi lì biến nhát, thì tôi không trở thành một cái mục sư hiệu quả được, mà người ta không tầm tôi nữa. Tại sao vậy? Tôi đâu có thành công gì đâu, tôi không có kết quả, tôi đâu có ơn, tôi có sự sức dòng gì, người ta cần tôi làm gì? Đó. Anh em muốn được ơn trước mặt Chúa không? Anh em muốn được ơn trước mặt mọi người không? Thì hãy làm đi. Tôi chỉ anh em làm nè, thứ nhất là anh em biết đánh máy vi tính không? Thí dụ bây giờ máy vi tính tôi phải tự làm luôn, tôi đâu có phải làm đâu, nghe không? Rồi anh em phải tập tành để có thể làm những cái kỹ năng khác ở trong nhà của Chúa, hiểu không? Những gì mà mình làm được thì mình cứ làm, mình học được mình cứ học, mình trao dồi được mình cứ trao dồi, để khi trong hội thánh cần cái gì cũng có thể chúng ta có thể làm được hết trơn. Chúng ta đừng có nghĩ rằng là đến cái buổi tiệc hay là buổi học Kinh Thánh vậy anh em có mặt xong để làm gì? Ăn tiệc. Mục sư gì đâu mà tối ngày đi đám tiệc không à.
Mục đích người ta kêu chúng ta đến để dạy lời Chúa, chúng ta chỉ nghĩ đến cái chuyện ăn tiền không vậy? Là không có thành công, không có được. Chúng ta phải chuẩn bị trở thành cái người hầu Chúa hiệu quả nhất. Rồi chúng ta đến nhanh cái phần kế tiếp, đó là người trẻ tuổi trở thành người trang bày thì sao? Người trẻ tuổi phải thành trang bày là sao? Có nghĩa là nếu người trẻ tuổi trở thành người trang bày có những cái địa điểm mạnh, điểm yếu gì? Timôthê thứ nhất đoạn 4 câu 12, Phao-lô dạy Timôthê thế này: đừng để người ta khinh con vì tuổi trẻ, nhưng phải lấy lời nói, cách cư xử, lòng yêu thương, đức tin và sự trong sạch mà làm gương cho các tín hữu. Có 6 cái lý do mà người trẻ tuổi thường bị xem thường. Cái thứ nhất á, cái người trẻ tuổi nhiều chừng nào thì cái nhu cầu tình dục nó mạnh nhiều chừng ấy, phải không? Các chị em anh em là cái thanh niên trước đây nè, bây giờ lão niên rồi đó. Trước đây anh chị em còn trẻ đó, nhu cầu tình dục anh chị em cao không? Cao lắm, ai cũng cao hết chứ. Đó là cái bình thường của con người chúng ta. Nhưng bây giờ anh em năm mấy 60 rồi còn cao không? Cao không? Cao chắc phải đi giải cứu á. Bây giờ sao vậy? Bây giờ già rồi, đèn nó hết dầu rồi, lu rồi, hết còn ham muốn nhiều rồi. Lý do tại sao những cái người mà thường trưởng thành à, lớn lớn tuổi họ mới bước vào trong lãnh đạo phải không? Tại vì họ sẽ tránh được cái chữ này. Còn những cái người trẻ tuổi mà khi bước vào trong lĩnh vực và làm lãnh đạo cao á, thì sẽ gửi dễ rơi vào cái tình trạng là gì đó, ngoại tình. Tại sao khi anh làm lãnh đạo á, còn trẻ đó sẽ có thu hút nhiều chị em phụ nữ hoặc là nhiều anh nam đến để ý lắm. Tại vì anh có sức hấp dẫn rất là đặc biệt. Người lãnh đạo được Chúa sức dầu có một sự hấp dẫn đó anh chị em. Và nếu anh không khéo á, thì anh trở thành cái người là gây cái sự bất phạm cho nhiều chị em khác ở trong hội thánh. Chúng ta thấy cái tình trạng những người lãnh đạo, một số lãnh đạo trẻ tuổi ngày hôm nay là gì? Đó là phát triển cái đời sống đạo đức về tình dục sai trật. Thậm chí họ luôn nhìn thấy những cái ác mộng hoặc là phóng túng và trong vấn đề phiên xét. Và thậm chí khi bước vào trong hội thánh á, họ lại khinh lờn Chúa. Và họ đã để cho những cái tư tưởng ô uế ảnh hưởng lan tràn trong cái hội thánh. Chính nên người trẻ tuổi ít khi nào trở thành cái người lãnh đạo. Và nếu cái người trẻ tuổi mà họ kỷ luật được cái này á, thì họ trở thành những người lãnh đạo rất là tốt. Thứ hai, người trẻ tuổi mà khó có thể trở thành đó là gì? Đó là gì? Họ thiếu tri thức. Thiếu tri thức là họ không có cái sự khôn ngoan đủ để đứng trong vai trò lãnh đạo. Tại vì họ chưa có cái sự dạy dỗ hay nhạy bén để xử lý những cái công việc quan trọng hoặc là những điều nó xảy ra trong hội thánh. Điều kế tiếp, họ thiếu kinh nghiệm. Điều thứ hai, thứ ba đó là họ thiếu sợ hãi. Họ sợ hãi. Người trẻ tuổi hay sợ hãi hay hoang mang, nhân đó thì rất là khó có thể trở thành người lãnh đạo. Thiếu kinh nghiệm là chắc rồi. Cái tiếp là họ thiếu trưởng thành. Tại cái nhìn nhận cái sự việc cũng như là cách ăn nói đi đứng được kia đó, nó còn trẻ con quá. Nhưng đứng trong vai trò lãnh đạo á, thì nó làm cho họ không có được tôn trọng. Cái người trẻ tuổi mà khó trở thành lãnh đạo, để trở thành lãnh đạo là sao? Họ thiếu tiết chế. Thiếu tiết chế là thiếu kỷ luật á. Những người trẻ tuổi thì họ thích năng nổ, thích đi tiên phong lắm. Chúng ta thấy đứa có mình đứa con á, anh em đứa con mà nó biết chạy biết đi, anh em có bao giờ nó đi sau anh em không? Không, đi là nó bỏ đi chạy trước rồi. Đó là thích vậy đó, thể hiện là thích đi trước, thích dẫn cha mẹ đi vậy. Bởi vì tao câu tao đó lòng lòng đi trước cái lóc theo sau vậy.
Và phần lớn là tuổi trẻ ngày hôm nay là giống lòng nó phải đi trước thôi, dẫn cái lóc đi vậy, còn cái lóc thì cứ đi lang thang đi theo sau vậy. Và chính chỗ đó những cái tư tưởng trẻ tuổi mà nó thiếu cái sự tiếp tế như vậy, nó sẽ trở thành cái vật ngon béo bở cho Satan. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói về những cái lý do người trẻ tuổi hữu dụng cho công việc hầu việc Chúa. Đây những cái hữu dụng đây. Thứ nhất là chúng ta thấy Chúa Giêsu bắt đầu từ lúc nào? Lúc trẻ. Chúa Giêsu bắt đầu từ lúc trẻ. Khởi đầu rồi lúc trẻ. Chúa Giêsu bắt đầu lúc mấy tuổi? 30 tuổi. 30 tuổi chứ không phải 12 tuổi nghe. Thứ hai, tuổi trẻ có gì? Nhiệt huyết, lòng nhiệt huyết và sự bùng phát, bùng cháy rất là mạnh mẽ. Đi bồi linh là giống như lửa thiêu đốt vậy. Về tới nhà lửa vẫn còn bùng cháy mạnh mẽ lắm. Thứ ba, đó là tinh thần mạnh mẽ. Người trẻ tuổi có cái tinh thần rất là mạnh mẽ, anh em làm việc rất là sốt sắng, rất là nóng cháy, rất là mạnh mẽ, xác quyết lắm. Còn mấy ông già có lụ phụ đi theo rồi. Số 4, người trẻ tuổi lại có sức khỏe tốt. Có nghĩa là khi cái tình dục ham muốn cao chừng nào á, thì cái sức khỏe người đó nó mạnh chừng đấy. Nhưng mà chúng ta thấy cái tuổi già như chúng ta ngày hôm nay, cái tình dục đâu còn ham muốn cao đâu. Mà nó không còn ham muốn cao có nghĩa là sao phải không? Yếu rồi, suy rồi. Người tuổi trẻ thì nó càng ham muốn chừng nào thì nó càng có sức khỏe tốt chừng đấy. Đó là cái dấu hiệu dồi dào sức lực. Và cái tuổi đó là cái tuổi mà hầu việc Chúa nữa thì rất là tốt anh chị em. Nhưng mà nó tuổi trẻ cần phải đi chung với tuổi già anh chị em. Để chi vậy? Để cái tuổi già họ cần cho mình lại, họ kiểm soát mình lại, họ kiểm soát mình lại. Chứ để mình đi giống như bong bóng nha. Anh em biết bong bóng bay không? Bong bóng bay mà không có sợi dây một cái nghe nó bay cái lại mất tiêu luôn á. Lính linh thì gặp mê mà xanh nổi với bóp băng sách luôn. Cần phải cái tuổi già giống sợi dây để nghĩ lại. Người trẻ tuổi ít khả năng đề một tài chánh lắm, phải không? Tôi hỏi thi nè, dân phòng nè, đứa nào cần tiền nhiều? Thấy khác nhau hoàn toàn. Thi là chắc chắn nó cần tiền nhiều rồi đó. Xin lỗi, Phong chắc chắn cần tiền nhiều rồi đó. Lý do tại sao vậy? Vợ ốm con đau nhà hết gạo. Còn Thi nó cần tiền nhiều không? Không, thằng Thiên đơn giản đó, lâu lâu xuống nhà thầy Dũng đỡ, thầy Dũng rồi nó ăn cái đó rồi nó tàn đó, nó thoải mái, hỏi cho tôi có tiền không? Ồ, đâu có gì đâu mà, 200 ngàn, đó quan trọng lắm chứ gì đó. Ngồi với Chúa, trẻ tuổi như nào thì không có lo tiền gì đấy. Mà lại có thời gian để mình đi hành nhiều Chúa, hầu Chúa nhiều hơn nữa. Phải không? Đó, cảm ơn Chúa vậy đó. Ví dụ đi giảng chỗ này, là sau này đi chia sẻ đánh đàn chỗ này, anh em cho trong túi chừng vài 300. Thật chứ một tuần sống chừng 500 là sống dư rồi. Phải không? Mà 500 nó sống dư rồi đó. Chứ còn không một tuần là một tháng mà 10 triệu không có là nó nôn bụt nôn gan. Nó khác đi hoàn toàn. Ấy tôi nói là hai cái nhân vật để mình làm chứng, để mà tượng trưng thôi. Nhưng mà nói thật anh em như gia đình của tôi đi. Một tháng mà nếu chúng tôi thu nhập chỉ có 5 triệu là thua rồi đó anh chị em. Tiền điện nè, tiền nước nè, tiền thợ là đủ thứ tiền hết trơn. Như vậy nên cần phải có cái thu nhập nó cao. Càng lớn tuổi chừng nào thì nhu cầu nó cao chừng đấy về tiền bạc. Người trẻ tuổi không có gánh nặng con cái, thấy không? Giờ không thì có đứa con nào chưa thi? Con gì mà con? Có con ghẻ thôi mà nó cứ xù lên xù xuống hoài. Nó cứ buồn giận hoài, thì khi mình có mất mệt anh nữa, thấy không? Nó đâu có con đâu. Còn anh chị em chúng ta lớn tuổi rồi, con đùng con đề, không? Còn lo cho nó đi học rồi, ôi nó lo nó quần áo rồi, lo đủ cái vấn đề cho con của mình. Lo con mình là mệt lắm. Đây có con Lợi nó lo cho con đó, thấy không? Trước đây chưa có vợ đi nhóm thoải mái, giờ có vợ cái đầu là đi phải xin phép vợ rồi mà lại chia tay với con. Rồi con nói sao? Nó ba đi hoài vậy. Tự nhiên sao cảm thấy nó ngậm ngùi, thấy không? Rồi nó đầu đang đi học kinh thánh thì đang ngồi nó hỏi ba ơi ba xong chưa ba về chưa ba? Cái tự nhiên nó ngậm ngùi ngậm gan rồi về vậy đó. Có nghĩa là cái gánh nặng về con cái nó không có trong tuổi trẻ. Vậy chúng ta thấy rằng tuổi trẻ nó có lợi không? Ít lợi.
tuổi trẻ có nhiều thời gian cho sứ mạng. Tôi đã từng học anh em, tôi thấy có một lớp này nó có trẻ không, nó chưa có vợ chứ, mà nó đi truyền giáo rất là nhiệt huyết anh chị em. Cái tổ chức truyền giáo đi chỗ nào nó cũng đi được chân, qua ga Đà Lạt nó cũng đi, qua Thái Lan nó cũng đi, qua bên Campuchia nó cũng đi, nó đi cả tháng nó mới về. Tại hỏi sao mấy đứa có nhớ nhà không? Đâu nhớ nhà vậy mục sư. Mà thật sự anh chị em, mà tụi nó thì có nhiều thời gian nó dành cho cái sứ mạng nhiều hơn. Còn anh chị em bây giờ có vợ có chồng, bây giờ đi học kinh thánh thì giờ nôn về rồi đó, giờ chưa đúng 4 giờ mà đòi về rồi đó. Đã giờ tôi thấy là nhìn trước nhìn sau rồi đó. Tại sao vậy? Lớn rồi, thấy không? Là có xu hướng về gia đình nhiều lắm. Rồi kế tiếp, đó là những cái điều, bảy điều mà tuổi trẻ rất là cần thiết và hữu dụng cho cái công việc nhà của Chúa. Xin Chúa cho tôi và anh chị em trở thành những người lãnh đạo tốt sau này. Và khi chúng ta trở thành những người lãnh đạo tốt đó, thì trong vương quốc Đức Chúa Trời không có phân biệt già trẻ bé lớn gì. Họ có ơn nghĩa, họ sẽ Chúa dùng họ thì chúng ta phải tôn trọng họ. Nhưng mà có những cái điều mà Phao-lô ông nói về những cái khiếm khuyết của tuổi trẻ đó, chúng ta cần phải biết để chi vậy? Để chúng ta cần phải nhớ. Còn một điều nữa tôi không có giấu đi vô đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, đó là cái sự sợ hãi anh chị em. Sợ hãi cũng là một trong những cái điều mà nó ngăn trở cái tuổi trẻ anh chị em. Sợ hãi nè, nhu cầu tình dục mạnh nè, thiếu tri thức nè, thiếu kinh nghiệm nè, thiếu trưởng thành nè, thiếu tiết chế nè. Đó là những cái lý do nó có thể gây ảnh hưởng và ngăn trở chúng ta. Qua lời của Chúa trong ngày hôm nay, xin Chúa nhắc nhở tôi và quý bà anh chị em học để chúng ta trở thành những người lãnh đạo, đặc biệt là những người chăn bày giỏi cho Chúa. Đây là những cái bí quyết mà chúng ta cần phải tìm kiếm nhiều. Để chi? Để chúng ta không bị lạc lối, chúng ta không có bị đi xa khỏi cái sự kêu gọi của Chúa. Để sau này anh em trở thành người chuẩn bị trưng bày cho Chúa đã, anh em không biết làm gì chứ, không biết cái đâu là cái mục tiêu chính anh em qua để tập trung. Cái tập trung toàn những chuyện này, tập trung toàn ăn uống, và tập trung là đi du lịch, đi toàn những cái chuyện gì đâu, không là nó không có cái giá trị gì chứ. Những điều này nó rất cần thiết trong cái chức vụ của Chúa sáng của chúng ta. Cảm ơn Chúa vì ơn lành nghe bàn cho chúng ta. Chúng ta sẽ đến với Chúa và cầu nguyện. Có một chị em cũng đang gặp một cái sự rắc rối, đó là cái chị Yến ở thành phố. Chị có đứa con của chị là cháu Lực đó, và vợ của cháu đó, mới vừa sanh non, là cháu bé nó mới có 1,5 kg thôi anh chị em. Nó bị lên máu và bác sĩ phải phẫu thuật đó. Nó giống như là con của cô Thí vậy. Và đứa trẻ có 1,5 kg, nó có chút xíu gì, nó còn non dữ lắm, nó còn mấy tháng nữa nó mới sanh rồi, bây giờ nó còn rất là yếu. Anh chị em nhớ cầu thai, chúng ta sẽ cầu nguyện cho cái cháu này. Cái thứ hai đó thì tôi cũng rất là cảm ơn Chúa vì những ngày vừa qua tôi thấy rằng Chúa có tác động trên tất cả các chị em. Giữa gia đình của anh Tư Điệp và gia đình của anh Hai Tùng, tôi mới nghe chị Hai Tùng nói rằng là anh chị có qua nhà của anh Tư Điệp để cầu nguyện và xin lỗi nhau, và có một cái sự chữa lành đã đến trên hai gia đình. Sau giờ nhóm này nếu anh em muốn đi vô trong đó để chúng ta hiệp lại với nhau cầu nguyện để bẻ gãy cái linh xung đột, để bẻ gãy cái linh mà hận thù cay đắng đó, thì chúng ta suy nghĩ chút xíu và chúng ta đi vô trong đó nha. Tôi thấy rằng là có một cái sự chữa lành đã đến rồi, giống y chang cái điều mà trước đây tôi đã nhận sự bày tỏ của Chúa đó. Đến thời điểm rồi, cảm ơn Chúa. Xin Chúa ngày ban phước cho anh chị em sau cái ngày học này, và trong tháng sau chúng ta sẽ có cơ hội học tiếp về cái loạt bài này còn lại. Những phần còn lại nó rất là quan trọng anh chị em, và xin Chúa ngày dạy dỗ chúng ta tiếp tục mỗi ngày để chúng ta có kết quả và trưởng thành hơn ở trong Chúa. Có một chị em là cô Hiếu á, với mà Hiệp á, Hiếu có cái cầu nguyện với Chúa là Hiếu có sự bày tỏ thế này, đó là qua lời Chúa đó, Chúa muốn thanh tẩy trong tấm lòng của một số anh chị em ra khỏi những cái
cái sự ganh tị, ra khỏi những cái sự tổn thương và ra khỏi những cái sự mà nản lòng. Đó là điều mà có Hiếu nó nhận sự bày tỏ như vậy. Thì tôi là người chia sẻ lời Chúa, và Hiếu nó có sự bày tỏ là sư Dũng sẽ là người cầu nguyện nếu ai là người cảm nhận mình có vấn đề đó. Nếu anh em nào cảm nhận mình có vấn đề đó, xin gặp một sư Dũng để sư Dũng cầu nguyện cho. Xin chúng ta cùng đứng lên. Chúng ta sẽ hiệp ý với một sư Dũng. Xin mời một sư Dũng cầu nguyện qua lời Chúa trong ngày hôm nay. Chúa ơi làm cái điều quá sức từ lòng chúng
Chúa là biết ơn Chúa vô cùng. Vì Chúa, Chúa ơn Ngài đổ đầy tình yêu của Ngài trên tâm lòng của Việt Nam. Amen. Và Ngài dẫn dắt chị chúng con làm theo thánh ý của Chúa. Amen. Chúa phán với chúng con rằng phước cho kẻ nào làm cho người hòa thuận thì sẽ được gọi là con của Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Chớ chúc mừng thật biết ơn Chúa vô cùng. Vì thánh linh của Chúa ơn cùng sức giàu và ơn chứ con cũng đi trong tình yêu của Chúa, trong sự vui chức thánh của Ngài để làm theo thánh ý của Chúa. Amen. Và chúng con cảm ơn Chúa vì chị con đã đồng bước đi với Ngài, chị con đã thực hiện ý Cha ở trên cái con đường chị con rồi. Con có bố phép lại sẽ xảy ra. Amen. Trong cái buổi chiều hôm nay. Amen. Buổi chiều nay chúng con, Chúa ơi đến để ngắm xem vinh quang đẹp đẽ của Chúa được bày tỏ ra. Amen. Tại gia đình của thầy tư điểm trong buổi chiều hôm nay, cảm ơn con tin rằng Chúa Ngài đã tác động trên tâm lòng người em chúng con, Ngài thay đổi tâm lòng của anh em chúng con, tất cả những cái ách, những xiềng, những cần ngăn trở trên tâm lòng anh em con sẽ bị bẻ gãy đi. Amen. Con không có để con tự do. Amen. Chúng con bước đi đến đó, chúng con sẽ Chúa ơi nhìn thấy phước hạnh của Chúa sẽ đổ xuống trên mặt thánh của Chúa, và sự hiện một sự Chúa lành, tình yêu Chúa đổ đầy trên mặt thánh của Ngài. Amen. Con công bố Chúa ơi, linh của sự chia rẽ đã bị bẻ gãy trong danh Chúa Jesus. Amen. Con công bố Chúa ơi, thánh linh của Chúa Trời, Ngài Chúa ơi đem sự chữa lành đến cho anh chị em chúng con. Amen. Chúng con vui mừng với nhau trong tình yêu thương của Chúa, để chúng con cùng nhau tôn cao Chúa, và Chúa ơi chúng con cùng nhau để Chúa ơi dâng vinh hiển lên cho Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Amen. Ngài ở cùng ban ơn sức dầu cho chúng con trong buổi chiều nay khi chúng con đến để thắp hương cũng như cầu nguyện, Chúa ơi cho anh chị chúng con tại đó. Chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con dâng buổi chiều hôm nay trong tay quý của Cha. Chúng con đồng dâng vinh hiển cho Chúa và chúng con hiệp lòng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta cầu nguyện chung. Lạy Cha, chúng con ở trên trời, đấng Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như ở trời. Xin cho chúng con hôm nay được ăn đủ ngày, xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con tha kẻ phạm tội người cùng chúng con, chỉ để chúng con bị cám dỗ, xong cứu chúng con ra khỏi tội ác, vì nước quyền vinh hiển của quyền Cha và đời vô cùng. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta kết thúc buổi học kinh thánh tại đây. Xin Chúa ban phước cho anh em. Chúng ta sẽ gặp lại trong những cái ngày tiếp theo.